Ông chú 63 tuổi ở Campuchia bỗng dưng bị đau lưng dưới dữ dội, hai chân yếu và liệt dần. Gia đình sợ quá, lập tức đưa ông sang Việt Nam và thẳng tiến tới bệnh viện FV. Chẩn đoán ban đầu là ông bị viêm cột sống do vi khuẩn Staphylococcus aureus. Tuy nhiên, bác sĩ Pierre Child, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh khi xem xét kỹ lưỡng các hình ảnh X-quang, CT, MRI của bệnh nhân thì phát hiện ông còn bị phình động mạch chủ nữa. Nguy cơ vỡ dẫn đến tử vong rất cao. Nguy hiểm ghê chưa? Nhờ phát hiện này mà ông đã được phẫu thuật cắt lọc các mô bị nhiễm trùng và tái tạo mạch máu kịp thời. Ông chú may mắn thiệt sự nha. Nếu bác sĩ hình ảnh không chịu khó soi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.